review với các bạn về sản phẩm máy lọc nước Aerosmith ADR75VT1. Máy lọc nước Aerosmith ADR75VT1 là sản phẩm thuộc phân khúc cao cấp trong dòng máy sử dụng gia đình. Sản phẩm với thiết kế cây đứng tiện nghi, dễ dàng trong quá trình sử dụng, đồng thời cũng sẽ là điểm nhấn sang trọng khi đặt tại vị trí phòng khách hay phòng bếp như thế này. Màn hình điện tử phía trước của máy hiển thị đầy đủ thông tin tình trạng lõi lọc, tình trạng hoạt động, dễ dàng kiểm soát trong quá trình vận hành. Máy lọc nước Aerosmith ADR75VT1 với hệ thống 5 lõi lọc kết hợp cùng đèn UV diệt khuẩn thế hệ mới. Điểm nổi bật của sản phẩm máy lọc nước Aerosmith ADR75VT1 mình luôn muốn nhấn mạnh với các bạn đó chính là màng lọc RO Sidestream được cấp bản quyền sáng chế tại Mỹ. Với màng lọc RO Sidestream giúp tăng 66% lượng nước tinh tiết, giảm 56% lượng nước thải cho tỷ lệ nước thu hồi là 1:1, giúp tuổi thọ tăng lên đến 1,5 lần so với dòng sản phẩm trên thị trường hiện nay. Với công nghệ diệt khuẩn đèn UV tiên tiến tạo thành lớp bảo vệ thứ hai sau RO, loại bỏ 99,99% vi khuẩn, virus, đem lại nguồn nước an toàn trong gia đình. Thêm một tính năng vượt trội nữa của máy lọc nước Aerosmith ADR75VT1 mình muốn giới thiệu đến các bạn đó là ba chế độ nước thường, nước nóng và nước lạnh sẽ đáp ứng mọi nhu cầu về nước tinh khiết dù ở trong gia đình hay ở trong văn phòng. Một tính năng ưu việt nữa mà mình muốn nhắc đến đó chính là khóa thông minh giúp trẻ nhỏ luôn an toàn ngay cả khi không có người lớn bên cạnh. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi về buổi review sản phẩm máy lọc nước Aerosmith ADR75VT1 ngày hôm nay. Chúc các bạn sẽ lựa chọn được một sản phẩm máy lọc nước ưng ý cho gia đình thân yêu của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo.